Hoàng Ngân rất vui được gặp lại quý vị khán giả và các bạn trong chương trình Khỏe đẹp 24 giờ. Quý vị và các bạn thân mến, theo những nghiên cứu gần đây, tuổi thọ của mỗi người có thể giảm đi 15 năm nếu mắc bệnh cao huyết áp trước tuổi 40. Tuy nhiên, điều nguy hiểm là phần lớn mọi người chỉ biết mình mắc bệnh khi nó đã gây ra những tai biến nghiêm trọng như tai biến mạch máu não, liệt nửa người, thậm chí là tử vong. Vậy làm thế nào để có thể ngăn chặn kẻ giết người thầm lặng này, tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những thông tin mà chương trình sắp mang đến. Có đến khoảng 10% dân số Việt Nam bị bệnh cao huyết áp. Điều này ảnh hưởng nặng nề tới chất lượng cuộc sống của họ và gia đình. Một số nguy cơ làm gia tăng cao huyết áp là tiểu đường, thuốc lá, tăng lipid máu và di truyền. Vì thế, để chung sống khỏe mạnh với bệnh cao huyết áp, người bệnh trước hết phải thực hiện các biện pháp không dùng đến thuốc như giữ gìn tinh thần thoải mái, tránh căng thẳng, tập luyện thể dục nhẹ nhàng, tránh ăn các chất nhiều đạm, muối, kiêng rượu bia, thuốc lá và giữ trọng lượng cơ thể hợp lý. Đồng thời, kiểm soát huyết áp ở mức an toàn bằng việc sử dụng những phương thuốc hỗ trợ điều trị là nguyên tắc tối quan trọng để ngăn ngừa biến chứng xảy ra. Theo y học cổ truyền, nguyên nhân của bệnh cao huyết áp là do rối loạn công năng của các tạng phủ, can thận, tâm tỳ gây nên. Với cách nhìn mới hiện nay thì nên sử dụng phối hợp các sản phẩm từ y học cổ truyền để có tác dụng phục hồi và điều hòa công năng các tạng phủ đó. Chính vì vậy và nó có tác dụng làm hạ huyết áp, ổn định huyết áp lâu dài và phòng ngừa các biến chứng. Trong đông y có nhiều bài thuốc để điều trị cao huyết áp như bài thiên ma câu đằng ẩm, long đồng tả can thang, giáng áp hợp tễ. Như trong đó có bài giáng áp hợp tễ thì hiệu quả điều trị rất là tốt. Hiện nay trên thị trường có sản phẩm hạ áp ích nhân. Trong bài thuốc, đây là bài thuốc gia truyền của nhà thuốc gia truyền Nam Lạng nổi tiếng, rất nổi tiếng. Dựa trên bài thuốc giáng áp hợp tễ gia giảng. Bài thuốc này điều trị cho những bệnh nhân cao huyết áp khá là hiệu quả. Viên uống thảo dược hạ áp ích nhân có tác dụng điều hòa và phục hồi chức năng can thận, giải quyết bệnh cao huyết áp từ gốc theo y lý của đông y. Sản phẩm được bào chế tại công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Dược, nhà máy có dây chuyền chiết xuất công nghệ hiện đại đạt tiêu chuẩn GMP WHO của Tổ chức Y tế Thế giới. Hạ áp ích nhân với các thành phần thảo dược quý hiếm như cao khô huyền sâm, cao khô hạ khô thảo, cao khô câu đắng giúp hạ huyết áp, ổn định lâu dài huyết áp, giúp bệnh nhân cao huyết áp cảm thấy nhẹ nhàng, dễ chịu, ngủ ngon, không bị ù tai, đau đầu, nóng bừng mặt. Hạ áp ích nhân là giải pháp an toàn giúp phòng ngừa các biến chứng nguy hiểm như tai biến mạch máu não, suy tim, suy thận ở bệnh nhân cao huyết áp. Trong thời gian vừa qua thì tôi cảm thấy trong người nó hoa mắt, chóng mặt hay nhức đầu. Thì tôi đi thăm khám bác sĩ thì được biết là bác sĩ bảo anh bị cao huyết áp. Chỉ số huyết áp là 160/90. Và tôi cũng cảm thấy như vậy và cũng đã uống nhiều thuốc điều trị cao huyết áp. Nhưng vừa rồi thì bạn bè của tôi giới thiệu là uống cái hạ áp ích nhân. Đấy, thì trong thời gian gần 2 tháng uống thuốc theo cái chỉ dẫn của bác sĩ thì tôi cảm thấy là sức khỏe nó rất là ổn định, cảm thấy nó trở về như bình thường. Đấy, không hoa mắt, chóng mặt, không nhức đầu. Thì tôi về sau tôi đi khám lại bác sĩ bảo huyết áp của anh là ổn định trở lại, chỉ số là 130/80. Thưa quý vị, thưa các bạn, nam giới được xem là phái mạnh, nhưng khi đến tuổi ngoài 40, hội chứng mãn dục nam bắt đầu xuất hiện với những dấu hiệu như thể chất xuống cấp, sinh lực suy giảm, xuất hiện tình trạng trên bảo giới không nghe. Nguyên nhân chính là do sự sụt giảm của hormone giới tính nam, testosterone, trong máu của nam giới. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cùng quý vị và các bạn đi tìm giải pháp để cải thiện vấn đề này. Testosterone có vai trò đặc biệt quan trọng với sức khỏe nam giới. Testosterone được bài tiết chủ yếu ở tinh hoàn, có tác dụng kích thích mạnh khả năng tình dục, tạo nên sự hấp dẫn giới tính và sức khỏe của nam giới. Sau tuổi 30, hoạt động của tinh hoàn giảm 2% mỗi năm, làm cho lượng testosterone cũng giảm dần theo tuổi tác và hậu quả là khả năng hoạt động tình dục yếu kém đi. Tăng cường sinh lực bằng liệu pháp thiên nhiên an toàn là giải pháp đang được nhiều người lựa chọn, nhất là các sản phẩm có nguồn gốc từ cây bá bệnh. Cây bá bệnh hay còn gọi là cây bách bệnh
Thì cây này đã được các công trình khoa học ở trong nước cũng như trên thế giới đã nghiên cứu về tác dụng dược lý của cây bá bệnh. Như các nhà khoa học Mỹ, Malaysia, Thái Lan đã công bố, hoạt chất trong cây bá bệnh có tác dụng kích thích cơ thể tăng tiết testosterone trong huyết thanh một cách tự nhiên. Testosterone có vai trò rất quan trọng trong vấn đề duy trì khả năng tình dục của nam giới, nhưng nó tăng khả năng cường dương, tăng khả năng ham muốn và tăng số lượng và chất lượng tinh trùng. Các sản phẩm đi từ vỏ và rễ của cây bá bệnh đã được sử dụng trên thế giới hàng trăm năm nay với nhiều tên gọi khác nhau, như ở Malaysia với tên gọi nổi tiếng là Tungkat Ali. Hiện nay ở Việt Nam có sản phẩm Khang Dược, trong thành phần chính là cây bá bệnh. Thì Khang Dược có vai trò rất quan trọng trong vấn đề duy tăng cái khả năng sinh lý của nam giới. Ngoài ra nó còn có tác dụng tăng cái hệ miễn dịch cho cơ thể, phòng chống lão hóa, phòng chống khối u. Khang Dược là viên uống bổ dưỡng có chứa tông các Ali, cây bá bệnh, nhân sâm và linh chi với tác dụng giúp cơ thể tăng tiết testosterone một cách tự nhiên, kích thích sự hưng phấn, tăng cường khả năng sinh lý, giúp nam giới đẩy nhanh và duy trì trạng thái cương dương như thời trai trẻ, đồng thời bổ sung năng lượng giúp cơ thể nhanh khỏe và tinh thần sảng khoái sau khi lâm trận. Khang Dược còn giúp cơ thể bồi bổ nguyên khí, hạn chế quá trình mãn dục nam, giúp hệ miễn dịch khỏe mạnh, ngăn ngừa các mầm bệnh nguy hiểm có nguy cơ xảy ra với nam giới ở độ tuổi trung niên, trả lại sự tự tin cho nam giới và tránh được những dạn vỡ không đáng có trong đời sống lứa đôi. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, tỷ lệ bệnh nhân mắc đái tháo đường ngày càng tăng. Tổ chức Y tế Thế giới ước tính hiện nay có khoảng 180 triệu người mắc bệnh này trên toàn cầu và con số đó có thể tăng gấp đôi lên đến 366 triệu người vào những năm 2030. Theo kết quả nghiên cứu mới nhất, tỷ lệ mắc bệnh đái tháo đường ở Việt Nam tăng mạnh từ 2,7% năm 2001 lên đến 5% năm 2008. Biến chứng và hạn chế của biến chứng của căn bệnh này là như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Đái tháo đường là một bệnh do rối loạn chuyển hóa carbon hydrate khi hormone insulin của tụy bị thiếu hay giảm hiệu lực, biểu hiện bằng lượng đường trong máu luôn ở mức cao. Từ đó gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không điều chỉnh kịp thời như tổn thương thần kinh, bệnh lý mạch máu và tim, tổn thương thận, tổn thương mắt, nhiễm trùng, v.v. Kiểm soát tốt lượng đường huyết luôn là yếu tố rất quan trọng để có được một sức khỏe tốt và giảm các biến chứng về lâu dài của bệnh đái tháo đường. Thông thường, cân đối chế độ ăn, tập luyện thể dục và dùng thuốc một cách linh hoạt. Việt Nam với nguồn dược liệu phong phú đã làm nên giải pháp cho việc hạn chế tác dụng phụ của thuốc, giảm tỷ lệ biến chứng đái tháo đường. Bệnh nhân sẽ được sử dụng các dược liệu kèm theo chế độ chữa bệnh của họ, từ đó giảm dần được liều của các thuốc tân dược. Các dược liệu được biết đến bao gồm mướp đắng, dừa cạn, hoài sơn, cây thìa canh, v.v. Dây thìa canh thì đã được sử dụng ở Ấn Độ, Trung Quốc từ 2000 năm nay. Có rất nhiều đề tài khoa học ở trong nước và thế giới nghiên cứu về dây thìa canh, hiện nay đã được sử dụng rộng rãi tại nhiều quốc gia trên thế giới. Hoạt chất trong dây thìa canh đó là axit guanamic. Axit này có tác dụng kích thích tăng tiết cái insulin của tế bào beta tuyến tụy và tăng hoạt lực men hấp thu và sử dụng đường, đồng thời giảm cái sự hấp thu đường ở đường ruột. Ngoài ra còn có tác dụng tăng thải cholesterol theo đường phân. Chính vì vậy mà có tác dụng là hạ cholesterol và lipid máu. Với cơ chế tác dụng như vậy nên là dây thìa canh có tác dụng làm hạ đường huyết, ổn định đường huyết kéo dài và phòng được các biến chứng. Dây thìa canh hiện nay đã được bào chế dưới dạng viên nang có tên là Diabena, rất tiện sử dụng. Đến nay đã có khoảng 70 nghiên cứu về cây thìa canh trên thế giới. Tại Việt Nam, từ năm 2006, các nhà khoa học thuộc Trường Đại học Dược Hà Nội do tiến sĩ Trần Văn Ơn chủ trì đã phát hiện ra cây thìa canh tại một số tỉnh của Việt Nam. Nhóm nghiên cứu đã tiến hành thu thập mẫu, phân loại nghiên cứu sinh hóa, lâm sàng, tổ chức nuôi trồng để chế tạo nguồn dược liệu sạch, lâu dài với chất lượng ổn định. Nghiên cứu bước đầu cho thấy, cây thìa canh tại Việt Nam có tác dụng hạ đường huyết rất rõ rệt. Nghiên cứu đang được công bố trên tạp chí Y Dược Học, Bộ Y tế số 391 tháng 11 năm 2008. Viên uống thảo dược Diabetna là sản phẩm tại Việt Nam chứa cây thìa canh, cây thuốc quý hiếm có tác dụng hạ đường huyết, ổn định kéo dài hàm lượng đường huyết, đồng thời giảm cholesterol máu. Diabetna là giải pháp an toàn giúp giảm tỷ lệ biến chứng tổn thương thần kinh mạch máu, tổn thương thận và mắt, giảm các tác dụng phụ của thuốc điều trị. Diabetna nâng cao chất lượng sống của bệnh nhân đái tháo đường, giúp họ sống khỏe mạnh bên cạnh những người thân yêu.